đường về quê thấy sao trong lòng mây trong gió mà làm gì vậy nhỉ? Dài đấy không? Đường về quê thấy môi hoa à đúng rồi một năm mới hai người nói chuyện thôi rồi nói gì nói gì vậy anh biết tính coi em cho anh cái em cho anh cái tượng nó đi em cho anh cái tượng nó đi em cho anh cái tượng nó đi Tết nay con lại đến bên cha mẹ cánh hoa mai nơi sâu hè. Ai chỉ vô ai? Hai người chỉ vào anh sẽ chỉ vô em sẽ chỉ vô anh. Và nội dung là mục tiêu đó vậy. À, rồi. Thôi anh chưa chỉ cần vậy. Ok. Dạ. Ờ cũng được. Ok. Rồi. Em chỉ anh nha. Ai mấy đứa đừng để anh à hai đứa mình đồng tâm hình lực gần lại chứ. Từ đâu cả hai cùng dê. 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 Không phải dê. Dê. Dạ. Ngược lại là có quy là người. Ờ anh là ngoài cái này. Em sẽ chỉ lại anh. Đúng không? Hai và rồi cả hai người cùng chiến trên mời bà về nhà mọi người. Mời bà yeah sao không quay hậu trường vậy quay nhà quay nhiều lắm thôi chứ hả. 1, 2 và yeah Yeah. Nó sẽ giống như kiểu thế này là tức là anh Trung nói một cái gì đó sai rồi Bác Huy sẽ phản ứng lại anh phản ứng rồi anh đây còn Jun đây à nhưng mà có thể làm một tấm giống vậy một tấm ngược lại không dạ, như bạn anh Jun sẽ diễn được cái kiểu mà trêu đùa anh dạ, rồi. À, rồi bây giờ anh sẽ làm cái gì bây giờ Jun giống cái bạn kia Jun giống mặt phanh tay của anh giống vậy ok rồi, okay.